Harry Won lần đầu tiết lộ bí mật đồng trời thời còn trẻ, liền trở thành cú phải ngứa ngàng. Vừa qua, Trấn Thành và Harry Won tiếp tục góp mặt trong chương trình siêu tài năng nhì với trách nhiệm ban giám khảo. Tại đây, khán giả được chứng kiến những câu chuyện và tài năng khác nhau từ thí sinh. Bên cạnh đó, tình cảm vợ chồng giữa Trấn Thành và Harry Won cũng khiến nhiều người phải thích thú. Cả hai vẫn giữ thực sự trẻ trung, vui nhộn khi giao tiếp với nhau dù đã kết hôn nhiều năm. Mở đầu chương trình, Trấn Thành và Harry Won bước ra với trang phục đồng bộ. Với trang phục đồng bộ khiến Kylie khen nức nở. Nam MC chia sẻ, bản thân từng nhận nhiều lời nhận xét rằng đang dẫn chỉ đi chơi thay vì là dẫn vợ, nên ở lần xuất hiện này, Trấn Thành đã chọn váy hộ vợ để hai người có thể trẻ trung ra một chút. Trước màn bốc phốp của Trấn Thành, Harry Won liền lên tiếng, anh nói gì kỳ vậy, em lúc nào cũng ăn mặc trẻ trung. Dù em hơn tuổi anh, nhưng mỗi lần xuất hiện, người ta đều tưởng anh dắt em gái đi chơi, chứ không phải chỉ gái đâu nhé. Đúng như những gì Harry Won chia sẻ, dù cô nàng đã ở tuổi U40 nhưng vẫn luôn giữ được phong cách trẻ trung, năng động. Cô thường xuyên xuất hiện với nhan sắc không tuổi và phong cách ăn mặc trẻ trung so với những đồng nghiệp khác. Tuy nhiên, gây ấn tượng nhất là sự xuất hiện của bé Trần Quốc Hào với phần thể hiện tài năng ở bộ môn đi sắt, khiến ban giám khảo và khán giả cũng bất ngờ. Ngay sau khi chia sẻ của bé Hào, Harry Won bạch về bí mật của mình, nói thật là từ lớp 3, tôi đã biết trốn học. Nhưng tất nhiên tôi không phải hư hỏng như mọi người nghĩ. Ở bên Hàn Quốc, học sinh mỗi ngày đều phải viết nhật ký, nhưng không phải lúc nào tôi cũng có tâm trạng viết nhật ký. Ngày hôm đó tôi không muốn viết nhật ký nữa nên quyết định trốn học một buổi. Tôi ngồi ở một công viên và sau khi đánh được một giấc say, tôi về nhà. Về tới nhà tôi bị ba phát hiện trốn học. Tôi bị ba phạt nghỉ gối trước mặt thầy giáo, khóc quá trời và nhận ra được lỗi sai của mình. Đây cũng chính là trải nghiệm bị phạt đầu đời của tôi, khiến tôi không dám tái phạm nữa. Nhân đây tôi cũng nhắc nhở các bé cũng không nên học theo các cô chú và hãy xem đó là bài học kinh nghiệm để các bé không phạm những sai lầm tương tự. Thời gian qua, Trấn Thành và Harry Won đã có những hoạt động nghệ thuật trở lại sau ồn ào từ thiện. Cả hai liên tục góp mặt trên nhiều chương trình và game show nổi tiếng. Sau khi được chứng minh trong sạch, Trấn Thành tập trung vào công việc và không bận tâm những lời mỉa mai của cư dân mạng.